Hello, xin chào tất cả các bạn nha. Hôm nay mình sẽ lên cho các bạn xem một lô sen bầu mới và thêm cả một lô sen vĩ mới rất là xuất sắc luôn nè mọi người. Và trong video hôm nay thì mình cũng sẽ có rất là nhiều quà tặng dành cho mọi người nha. Đó, lô sen vĩ đợt này các bạn nhìn thấy đã không? Nó lâu lắm rồi mình về lại được một lô sen vĩ mà đẹp như thế này. Giờ thì mình sẽ đi giới thiệu chi tiết những cái cây ở đây cho các bạn xem luôn. Đó, đầu tiên ở đây là mình sẽ có những cái combo vĩ như thế này nha các bạn. Một vĩ như thế này sẽ gồm có 25 cây, 21 cây khác nhau và giá 125.000 miễn phí vận chuyển nha các bạn. Đó, vĩ thì mình sẽ soạn nhiều loại và màu sắc sặc sỡ như thế này. Đó, bữa nay vĩ lên màu coi như quá đã luôn các bạn, cây nó cũng già nữa. Đó, màu rất là đã luôn. Và khi các bạn mua combo vĩ này thì mình sẽ tặng thêm cho các bạn một gói phân tan chậm nha các bạn, 100g phân tan chậm. Đó, và là 125.000, 21 cây miễn phí ship và được tặng thêm một gói phân bón nữa. Đó, vừa được khuyến mãi miễn phí ship và được tặng thêm gói phân luôn. Khi các bạn mua thì mình sẽ chụp nhiều cái vĩ cho các bạn lựa nha. Đó, mình sẽ chụp những cái vĩ như này. Đó, các bạn thích lựa vĩ nào thì các bạn lựa. Đó, 21 cây, 125k miễn phí ship. Rồi các bạn có thể mua nhiều hơn thì mình có nguyên vĩ như này. Nguyên vĩ này thì có 84 cây nha các bạn. 84 cây thì nó tầm 40 tới 50 loại. Màu sắc thì sặc sỡ hết rồi. Đó, và giá của nguyên vĩ là 300.000 miễn phí vận chuyển nha. Và khi các bạn mua cái vĩ này thì mình sẽ tặng thêm phân bón cho các bạn nha. Đó, cứ mua là có quà rồi các bạn. Vĩ nè, các bạn thấy nha, bữa nay đã chưa? Màu sắc sặc sỡ, đủ loại, đủ màu nha các bạn. Đó, cây thì cũng già đẹp hết rồi. Đó, vĩ nguyên là 300.000 miễn phí ship. Rồi, đó là về phần combo vĩ nha các bạn. Giờ mình sẽ qua bầu cho các bạn. Bầu bữa nay mình cũng sẽ khuyến mãi nhiều hơn mọi khi nè. Đó, đó là khi các bạn mua combo 10 bầu khác nhau như thế này, giá bình thường là 130.000 miễn phí ship. Thì hôm nay mình sẽ tặng thêm một bầu nữa nha. Đó sẽ là 11 bầu và giá là 130.000 miễn phí vận chuyển và tặng kèm thêm một gói phân bón nữa nha các bạn. Đó, bữa nay trong video hôm nay thì mình sẽ khuyến mãi nhiều dành cho các bạn nè. Đó, vừa tặng thêm một bầu và vừa tặng thêm gói phân bón luôn, giá 130.000 miễn phí ship nha. Mình cũng sẽ chụp rất là nhiều combo khác nhau cho các bạn lựa. Đó. Rồi các bạn thích combo nhiều bầu hơn thì ở đây mình sẽ có combo gồm có 20 bầu nha các bạn, 20 bầu khác nhau. Đó, giá sẽ là 240.000 miễn phí vận chuyển và cũng sẽ tặng thêm phân bón nè và tặng thêm một bầu nha các bạn, là thành 21 bầu á. 21 bầu giá là 240.000 miễn phí vận chuyển và tặng thêm một gói phân bón. Đó, bữa nay là mình khuyến mãi nhiều dành cho các bạn luôn. Bầu thì ở đây mình mới giới thiệu cho các bạn ở tuần trước rồi, thì hôm nay mình sẽ không giới thiệu lại nữa. Rất là nhiều bầu khác nhau ở đây, các bạn thích thì mình có thể chụp hình lại cho các bạn lựa nha. Đó, hôm nay thì chủ yếu mình sẽ bán những cái combo giá rẻ miễn phí ship và tặng thêm quà. Đó, khi các bạn mua lẻ thì mình vẫn sẽ tặng thêm phân bón nha các bạn. Đó, bầu lẻ thì đồng giá 12.000 một cây, các bạn có thể inbox và mình chụp hình cho các bạn lựa. Đó. Rồi, các bạn thích mua combo bầu hay vĩ thì cứ inbox vào fanpage Zalo hoặc là số điện thoại phía bên dưới nha. Rồi, cảm ơn các bạn đã xem video. Hẹn gặp lại tất cả các bạn những video lần sau nhé.